Chào các bạn, hôm nay mình BTV chúng ta lại phát sóng rồi. Và chúng ta lại có dịp gặp trò chuyện với một cái bạn doanh nhân đến từ tỉnh Bến Tre. Và thực sự là từ Bến Tre lên đây một cái đoạn đường rất là dài. Và để đi học thêm kiến thức kinh doanh rồi này kia, đó là một sự nỗ lực rất là lớn. Cứ hàng tuần có lớp học là anh ta chạy lên, anh ta học liền. Và sự chưa biết là cái việc kinh doanh anh nó như thế nào, nhưng mà các bạn thấy là cái việc nỗ lực của anh như vậy là các bạn thấy là nó tuyệt vời, nó đã khác biệt rồi đúng không? Cái người cần làm kinh doanh cần phải có tố chất vậy. Và bây giờ bạn có thể cho các bạn biết là bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi, và bạn đã có vợ chưa, có mấy con, và mời bạn giới thiệu. Chào các bạn, mình tên là Bùi Anh Hiền. Hiện tại là mình được 32 tuổi, mình có được một vợ và một cậu con trai được 3 tuổi rưỡi. Hôm nay thì mình kinh doanh về bên dịch vụ làm chăm sóc răng miệng, mình nha sĩ. Mình đã sáng lập ra một cái dịch vụ chăm sóc miệng là nha khoa vì nụ cười, được 5 năm. Và nghe nói là hiện tại ở Bến Tre bạn có tới 3 đúng không? Ba cái cơ sở nha khoa. Bạn có thể cho mọi người biết là vì sao mà cái đam mê nha khoa của bạn nó lớn vậy, và bạn từ bao lâu mà bạn tới thành lập được tới ba cái cơ sở lại? Thì theo mình thấy mọi người đều nói chung, ta nói là cây răng cái tóc là gốc con người. Mình thấy tất cả mọi người đều đẹp khi mà họ có nụ cười nó đẹp, là hàm răng nó đẹp, nên mình ấp ủ cái đam mê đó, mình muốn làm đẹp cho mọi người. Thì cũng giống như mấy danh hài thôi, thì họ đem lại nụ cười cho mọi người, thì mình muốn đem lại nụ cười cho mọi người, nhưng mình theo cái cách khác. Thì chính vì cái ấp ủ cái đam mê, mình muốn chăm sóc răng miệng và muốn đem lại cho nụ cười cho bạn bè hay cho bà con có được cái nụ cười tự tin hơn, thì từ đó mình mới ra được cái dịch vụ chăm sóc răng miệng. Thì cũng nhiều, khi mình ra thì bà con cũng hưởng ứng, cũng khen, cũng muốn cái dịch vụ họ được mở rộng ra ở khác. Hiện tại thì mình đang ở huyện Châu Thành, thì khi cái bà con ở Bình Đại lên, họ cũng trải nghiệm cái dịch vụ đó, thì họ muốn mình xuống dưới để mở rộng dịch vụ ra, để cho bà con được tiếp nhận, được trải nghiệm cái dịch vụ chăm sóc răng miệng, được có hàm răng đẹp và tự tin, nên nó mới ra được cái ba cơ sở như vậy. Thường thường mà những cái người mà làm nha sĩ như bạn á, nha khoa như bạn á, ok chưa? Thì là những người chuyên môn. Bạn là người chuyên môn đúng không? Bạn là trực tiếp khám răng đúng không? Và bạn lại là người mở ra nữa, bạn là ông chủ nữa. Thường là những cái người đó là họ tập trung vào cái chuyên môn không à? Và họ mở ra, và hầu như họ không có tư duy kinh doanh nhiều. Họ mở một cái là họ đã đào tắt mặt bằng tối. Thì cái động lực gì và cái tư duy kinh doanh ở đâu mà bạn không phải mở một cái mà bạn mở tới ba cái, rồi làm sao bạn quản lý nó, rồi bạn sao bạn phát triển nó? Bạn có thể cho mọi người biết. Thì khi mà mình mở ra cái đầu tiên á, thì nói chung là cái gì mình cũng làm hết, mình ôm toàn công việc nhiều lắm, từ cái làm marketing quảng cáo hay hẹn bên doanh nghiệp mình cũng ôm, mà xong thấy nó hay bị stress, thì mình từ đó mới tuyển nhân viên vô đào tạo, rồi mới cho nó một cái phòng nó ổn hết. Thì từ cái phòng đó mình mới nhân rộng ra được 2 phòng 3 phòng. Cái động lực nào làm cho bạn đi học kinh doanh? Cái học kinh doanh này á, thật ra mình lúc mà mình mở cách đây khoảng 5 năm thì mình mở, thì mình kinh doanh, thì ra mình cũng làm, thật ra hôm đó mình tới 4 cơ sở lận chứ không phải 3 cơ sở như bây giờ. Thì mình làm và mình giống như mình phản nguyện rồi, mình ngủ quên trên chiến thắng á. Thì khi đó thì bị đối thủ cạnh tranh thì xuống, nó xuống nó marketing nào nó cũng làm vậy, thì thôi mình mới mình cái nghĩ lại cái kinh doanh của mình là nó chưa có tốt, nó bị lũng nhiều quá, nên mình mới đi chia sẻ với bạn Nghĩa. Thì bạn Nghĩa mới nói là
cái gì kinh doanh của mày là nó thấy nó đúng là bị lũng nhiều quá, thì nên học, nên đi học kinh doanh đi, nên đi học để mình biết về mình trao cái giá trị cho bệnh nhân, cho những người ấy, thì lúc đó mình cũng nói chung cứng đầu đó, không chịu. Học kinh doanh học gì, tao đây tao học chuyên môn đi, tao đào sâu chuyên môn để phục vụ tốt hơn đó. Thì giữa mình với bạn Nghĩa cũng cãi lộn, cũng cao lại, nhưng mà mình có một cái thói quen, mình nghĩ các bạn cũng nên có cái thói quen vậy, là sau một ngày dù làm việc hay học tập vậy thì mình hay dành khoảng 15 hay 20 phút mình review lại một ngày đó, mình đã học những gì, mình đã nói chuyện với ai, mình đã tiếp thu những câu nào hay. Thì khi tối đó về thì mình trăn trở cái câu của bà Nghĩa, cứ kêu mình đi học kinh doanh, mình cứ suy nghĩ, ủa sao hồi đó mình đi học rất nhiều mà tại sao cái kinh doanh mình không đi học. Và với cái bà Nghĩa nói cái nội dung vậy, thì tại sao mình không thử trải nghiệm, nếu biết đâu cái người này nó giúp mình gỡ rối được cái đó thì sao đó. Nên mình suy nghĩ xong là sáng alo cho bà Nghĩa liền, đăng ký cho tao đi học. Và cái năng lượng, cái động lực nào mà bạn đi từ Bến Tre lớn đấy đi học mỗi buổi như vậy, thực sự là nó một ngày làm kinh doanh xong, cả tuần làm kinh doanh, nó mệt lắm chứ bộ. Nhưng mà cái động lực nào mà bạn, cái năng lượng ở đâu, cái năng lượng ở đâu mà đi từ Bến Tre lên đây học rồi xong là đi về, bây giờ là đi về đúng không? Đúng, bây giờ là 9 giờ tối rồi đi về, và bao mấy giờ mới về đó dưới? 12 mới về tới Bến Tre rồi lúc đó mới ngủ, rồi sáng ngày lại bắt đầu làm việc tới. Thì cái năng lượng ở đâu, cái khát khao nào nó giúp cho bạn làm cái việc đó? Cái nói chung là cái bữa đầu tiên mà mình lên đây học á, là mình cứ đinh ninh à, để coi lên đây coi lớp học sao mà nó về nó quảng cáo dữ quá. Lên đinh ninh vậy, nên khi mà mình lên là mình ngồi ở cuối lớp ngồi coi, là thầy Duy đứng lớp, là đúng thầy tự nhiên lên là thì thấy cái năng lượng, truyền cái năng lượng là đúng rồi, ông này mới giật dèo nữa. Thật ra thì trong cái đường học của mình hoặc các bạn vậy, thì riêng mình á là mình thấy thầy Di là người thầy thứ hai đã truyền cho mình cái cảm hứng, cái năng lượng để mình đi tiếp. Cái người đầu tiên là mình xin nhắc đến là cô Đàm Lý Đức, hiện là hiệu trưởng của trường bồi dưỡng văn hóa 2018. Nếu các bạn mà thế hệ 8x9x sẽ biết về cô Đàm Lý Đức này. Thì mình đó mình luyện thi ở trung tâm luyện thi Lý Tự Trọng của cô, thì cô có hai tiết học rất là hay, là tiết trí dục với tiết đức dục, là cái hai tiết cũng tạo động lực, tạo năng lực cho mình để mình thi. Thì lên đây mình gặp thầy là người thầy thứ hai, là thầy tạo cái động lực, thầy truyền cho mình cái động lực để mình tiếp tục mình đi trên đường kinh doanh. Mình thấy rất là thú vị, nên mỗi lần mà lên nghe đi học là mình sẵn sàng, nói chung hăng say. Mình đi học mà nghe bà Nghĩa nói là học từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trời, học gì dữ vậy? Nói học gì xong nói. Nhưng mà khi mình lên mình trải nghiệm, quá tuyệt vời. Là mình học từ 9 giờ sáng đến tối mà mình không buồn ngủ. Thậm chí mình trên cái đường về quê á, là mình với bà Nghĩa là trao đổi rơm rã xôn xao. Về tới dưới 12 giờ mà lên giường, không giờ sao ngủ ta? Cái năng lượng nó còn trong mình quá, nó chờ sao ngủ, nó nằm trằn trọc chứ sao ngủ. rất là tuyệt vời. Vậy thì trong cái hành trình mà kinh doanh 5 năm nay á, cái điều gì nó làm cho bạn rất là vui, bạn vui? Cái điều mình hạnh phúc nhất, là mình vui nhất, là khi mà mình giải quyết được cái nhu cầu của bệnh nhân, của bà con. Và khi mà mình phục hồi lại cái nụ cười hoặc là sức ăn nhai cho bà con, là mình thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà mình gắn hàm răng xong, mình tráp hàm răng xong, là bệnh nhân cười một cái nụ cười rất là nguyện, nó vui lắm, vui, nói chung cũng hài lòng hơn là cái số tiền mình nhận được. Đúng rồi, khi được khách hàng, mình trao được cái giá trị cho khách hàng, tự nhiên mình cảm giác mình rất là vui, đúng không? Cái đó là tâm nguyện của người làm kinh doanh đó, là gọi là mang giá trị lại cho khách hàng. Vậy thì trong suốt đời hành trình kinh doanh, nó có cái gì bạn nuối tiếc không? Trong 5 năm làm kinh doanh, nó có cái gì nó làm cho bạn nuối tiếc mà bây giờ bạn vẫn còn nuối tiếc không? Cái nuối tiếc của mình là trong 5 năm đó là cái hệ thống của mình nó phát triển chưa mạnh.
là nó nói chung mình ở Bến Tre nhưng mà mình chưa có phát triển được hết Bến Tre, và mình muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn nữa cho bà con, và muốn cái phát triển dịch vụ mình xa hơn nữa, có thể là ở tỉnh lân cận chẳng hạn như Tiền Giang hay là Trà Vinh. Tức là mong muốn nó phát triển ra các tỉnh. Hồi nãy giờ mọi người nói chuyện nhưng mà mọi người chưa có biết là cái nha khoa bạn tên gì. Nha khoa của mình là nha khoa Vị Nụ Cười. Mình lấy là thương hiệu là nha khoa HD Dental. Mọi người mà muốn liên hệ, mọi người bị răng muốn liên hệ bạn tư vấn thì mọi người liên hệ như thế nào? Các bạn hoặc bà con có thể liên hệ qua số hotline là 0906 066 624, đó là số điện thoại của mình, hoặc là Facebook Hiền Đến Tiệt, hoặc là cái Facebook nha khoa Vị Nụ Cười, thì có thể mình sẽ thể tư vấn trực tiếp cho các bạn những thắc mắc về ví dụ răng sâu nè, ví dụ răng mà con em mình nó mọc lên một lọt hay gì đó, thì cách chỉnh sao cho nó nhanh đó, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho nó dễ. Cái ngày mà đầu tiên mà bạn muốn ra khởi nghiệp á, hiện tại là bạn cùng lớp nha khoa với bạn thì họ đi làm chuyên môn hay họ mở phòng nha, và lúc mà bạn ra bạn khởi nghiệp thì ba mẹ có cản không? Nhắc tới cái này là cảm xúc là dâng tràn quá. Nói chung bạn bè mà học chuyên môn mình á thì cái số ít nó ra làm kinh doanh, đa phần là làm bệnh viện, làm nhà nước đúng không? Còn nhắc đến ba mẹ mình thì cái này thì kể chắc bức xúc nhiều lắm. Ở khi mình làm kinh doanh á, khi mình bước ra mình muốn ra làm á, thì ba mẹ đều cản hết, mày còn nhỏ lắm, kinh nghiệm chưa có rồi hết làm cái gì. Thì các bạn là lúc mà mình ra khởi nghiệp đó là có được 20 triệu, là mua một cái ghế nha, mà cái ghế đó là ghế cũ đó, chứ không được ghế mới, và mua vật liệu mỗi cái chút không về mua cái ghế về để ở nhà thì ba mẹ không cho làm, nói mày làm thế không cho làm. Để ghế để ở nhà 6 tháng trời, bữa đó mình cũng thuyết phục, cũng nói, cũng năn nỉ rồi cũng nhiều lắm mà ba mẹ không cho. Xong mình nói một câu, mình không biết nói câu đó có bất hiếu không, mình nói một câu cũng hơi lớn với mẹ mình, bộ ba má muốn con làm công cho người ta suốt đời đó. Thì câu đó thì mẹ mới nghĩ lại, mới cho mình thử. Bây giờ cho mình thử một tuần, cho mày 2 ngày để về quê làm thứ bảy nhật, và xin cho vô một cái trạm y tế xã. Chứ không cho được mở ai nữa. Mình muốn mở một cái phòng kinh doanh, không cho vô trạm y tế xã. Thì mình làm và mẹ cũng theo dõi, ba mẹ cũng theo dõi, cứ lên hỏi bệnh nhân coi nó làm sao, nó làm được không, mà bệnh nhân cũng rất hài lòng. Nên từ đó khi mà mình khẳng định được, mình ba mẹ thấy mình tin tưởng thì giờ cứ đầu tư muốn mở đầu. Giờ thì thấy đầu tư nhiều quá, thấy học kinh doanh thấy mình bị lủng nhiều quá nên giờ chưa. Giờ thì ba mẹ rất là ủng hộ. Ok, rất là tuyệt vời. Vợ hiện tại có ủng hộ không? Hiện tại quá ủng hộ, tại vợ mình cũng theo ngành. Là đứa em út nữa, đứa em út cũng theo ngành. Nhưng mà đứa em út nó còn bị vướng ba mẹ nhiều quá nên nó chưa dám bước ra được. Rất nhiều bạn ra làm kinh doanh rất là va vấp, rất là nhút nhát, thì nếu mà một lời khuyên bạn gửi đến những cái bạn đang làm kinh doanh thì bạn khuyên cái gì? Nói chung mình cũng trải qua giai đoạn đó rồi. Hiện tại thì các bạn cũng vướng, cha mẹ nó vướng cũng nhiều, nên các bạn cứ làm hết sức mình, cứ ra làm, cứ trải nghiệm. Đó. Mình nói một câu vui á, người ta nói thất bại là mẹ thành công, nhưng đối với mình á, thất bại là bà ngoại mới thành công. Cái vấn đề ở đây là mình nên có ít bà ngoại thôi, mỗi người có một bà ngoại thôi, nhiều bà ngoại quá nó vui vậy. Để cho các bạn cứ ra thành công, cứ ra kinh doanh, thì ra kinh doanh nó có nhiều cái trải nghiệm rất tuyệt vời hơn là mình ngồi làm văn phòng hay một cái công việc gì đó. Vâng, rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi các bạn có được khoảng hơn 10 phút để các bạn giao lưu với bạn Hiền. Và các bạn nào mà cần bạn Hiền về tư vấn thì các bạn có số điện thoại, các bạn cứ liên hệ. Và các bạn các tỉnh khác mà muốn mở ra phòng nha khoa rồi, các bạn có thể liên hệ với bạn Hiền để chúng ta có sự hợp tác nó mở rộng hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã theo dõi cái chương trình này, và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký nhé.
để các bạn theo dõi rất là nhiều những bạn những cái câu chuyện chia sẻ rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.